xin mama cho ta về một nhà, trời cao sẽ duyên cho mình rồi em ơi. Hương hoa muôn sắc xinh tươi, đám cưới đôi mình linh đình, ông tơ bà nguyệt đã kết duyên. Xuân sang hoa lá đâm bông nở rồi em có biết không, trên kia cánh én tung bay nô đồ vui mùa lượn quanh. Mùa đông lạnh qua rồi nà, tình mình cũng đã đậm sâu rồi, còn chờ chi hỡi người ơi, ta cưới liền đi. Mình đã yêu nhau từ lâu rồi mà cớ sao em còn ngại ngùng, cao chào anh cũng đã mang qua cầu mong hai bên đã thuận hòa. Và nhà cô bác gần xa tới chung vui ngày cưới của ta, sang năm khu tây sinh ra ba má ta vui mừng hát ca. Một hai ba yo yo yo, Tết năm nay sao mà vui quá xá, đặc biệt hơn cả là được rước em về nhà, ra mắt ba mẹ rồi cùng ngồi vui ca, miếng nước tí trà thế là nên tình xuôi da. Em còn ngày chi nữa không có biết à, đưa tay anh nắm xây đắp một căn nhà, trong đó có đôi mình và bằng tiếng cười trẻ thơ, sống mà không cần nghĩ tới những chuyện ngu ngơ. Xuân sang hoa lá đâm bông nở rồi em có biết không, trên kia cánh én tung bay nô đồ vui mùa lượn quanh. Mùa đông lạnh qua rồi nà, tình mình cũng đã đậm sâu rồi, còn chờ chi hỡi người ơi, ta cưới liền đi. Mình đã yêu nhau từ lâu rồi mà cớ sao em không ngại ngùng, cao chào anh cũng đã mang qua cầu mong hai bên ta thuận hòa. Và nhờ cô bác gần xa tới chung vui ngày cưới của ta, sang năm cô tí xin ra ba má ta vui mừng thật ca. Ngàn ngàn hai lý quét xe đưa em về. Ơi hồ, ơi
Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất. Làng trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chi. Một, hai, ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất. Làng trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì ngần ngày chi. Một, hai, ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ dầu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình, mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em dìu đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về kết tình trăm năm. Đêm năm mới, ngày làm thơ, thương rồi nhớ mà cớ sao lòng thần thờ. Kêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, ngủ bia chơi láng chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Sâu có đức tơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trong gạo, anh cắm câu tính toán trong đầu. Nhật quyết đón em về làm dâu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về kết tình trăm năm. Giang nhét sắp sân, không khí tăng hôn linh đình. Ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bởi bên. Nhậu sáng đêm, rượu năm lít bia năm chục lon. Động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta, nay thành xuôi. Thêm thằng cu hay cô công chúa lại kèm vui. Lo măng ăn, không là tiêu. Anh em chi cốt, đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về kết tình trăm năm.
còn thơ yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, cây bên em luôn luôn có anh. Thề một câu khi yêu là cười. Đến mau ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Thì qua cái chương trình lễ tham gia của đại diện của nhà gái thì thay mặt cho họ của họ nhà trai thì thay mặt cho họ nhà gái xin gửi tất cả những cái lễ nhận gia xin được xin mời mời ông cậu với bà nội uống ly rượu chứng đáng cho họ nhà trai ta tuần lễ sinh nhật gia. Và đây thì cho phép các cháu sẽ được bài phép thay lời cho họ nhà trai, xin được kính trình lễ cùng với quý tộc họ nhà gái dự phần sánh lễ và đại diện về phía họ nhà trai của chúng tôi cùng bạn ở đây để đồng hành buổi lễ như sau. Kính thưa các tộc bạn họ, có thể nói tình yêu là một sự hòa hợp giữa hai con tim, nó giống như một sự giao hòa tuyệt đối giữa âm và dương, giữa trời và đất, giữa ngày và đêm. Và cũng đã trải qua một thời gian dài tìm hiểu và yêu thương nhau thì có thể tình yêu của chú kể Việt Khái và cô dâu Ngọc Trân đã neo đậu được vĩnh bờ hạnh phúc. Và ngày hôm nay được sự vun vén hạnh phúc hai bên gia đình, được sự trong từng của các tộc bạn họ cho đến ngày hôm nay thì giữa hai bên gia đình long trọng tổ chức tuần lễ tu vi để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Ngọc Trân xin chia cùng chú Kỳ Việt Khái được trăm năm hạnh phúc. Và giờ đây thì cho phép em cháu xin được bàn phép thay lời cho ông bà chủ hôn họ nhà trai, xin được kính trình lên cùng với quý tộc và nhà gái những phần nghi thức lễ họ nhà trai của ngồi chúng tôi cùng bàn đến đây như sau. Nghi thức lễ đầu tiên thì cho phép họ nhà trai chúng tôi xin được dẫn lời điện trước cửa tư gia họ nhà gái. Đây là một thông điệp để báo tin vui chúc mừng hạnh phúc cho Ngọc Trân và Việt Khái được trăm năm hạnh phúc. Và nghi thức lễ thứ hai thì ngày hôm nay họ tộc nhà trai của chúng tôi cùng mang đến đây gồm một mâm lễ và một mâm lọc. Đi sau mâm lễ mâm lọc thì gồm có 8 mâm quà, quà thì gồm có rượu, gà, bánh và trái cây. Đây là những hương vị ngọt ngào. Trước thì họ nhà trai chúng tôi kính trình lên ông bà tổ tiên. Sau kính mong đồng tập mai ngồi chúng ta thưởng thức với những hương vị ngọt ngào ngày hôm nay để thay lời chúc hạnh phúc cho Việt Khái và Ngọc Trân được trăm năm hạnh phúc. Mời nữa xin được nghe ý kiến đại diện về phía họ nhà gái. Thì xin thay mặt cho họ nhà gái xin chấp nhận những phần quà cũng như những phần lọc và lễ đã đem đến để trong cái lễ rước dâu của hôm nay. Thì chúng ta tiến hành cho dán cầu liễn cho hai cháu, rồi chúng ta sẽ di dời mâm bàn ra phía trong. Chúng ta tiến hành
vậy thì cho phép em cháu cũng xin được bàn phép thay lời cho họ nhà trai, cũng xin được kính trình lên cùng với họ nhà gái những cái phần nữ trang mà đại diện về phía họ nhà trai của chúng tôi cùng mang đến đây để đồng hành trao cho cô dâu Ngọc Trân trước khi tiến hành nghi thức lễ vu quy. Vì được sự thống nhất của hai bên gia đình thì trong cái buổi lễ vu quy ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng liên kết cùng với nghi thức lễ đại năm qua. Thì giờ đây em cháu cũng xin được mạn phép thay lời cho ông bà chú ông họ nhà trai, cũng xin được kính trình lên cùng với họ nhà gái những cái phần nữ trang mà họ nhà trai của chúng tôi cũng mang đến đây để trao cho cô dâu Ngọc Trân. Thì gồm có những phần như sau. Thì về phía nữ trang thì gồm có một cọc dây chuyền, một chiếc kiềng, một tấm lắc và một đôi bông tai. Thì đó là những phần nữ trang mà đại diện về phía họ nhà trai của chúng tôi cùng mang đến đây để trao cho cô dâu Ngọc Trân để thay lời chúc mừng hạnh phúc cho Duyệt gái và Ngọc Trân được cả trăm năm hạnh phúc. Và lần nữa xin được chân thành cảm ơn. Để tiến hành làm lễ cho đôi trẻ sau khi phần giáng điển xong thì chúng tôi sẽ mời cô dâu ra để nhận cái phần nữ trang, xong chúng ta sẽ làm lễ cho hai cháu. Thì trước khi làm lễ thì gặp nhau đó chính là duyên, cuộc đời này mấy khi gặp được người thích như vậy, duyên đã đẹp đôi thế nở cùng sẽ có thôi, vậy thì hãy nắm tay mình cùng xây đắp tương lai. Em chờ ngày chi đừng nhiều nghĩ suy, gặp được người hiểu nhau môi sẽ luôn nở nụ cười, hãy nắm chặt tay anh ngay từ giây phút này, ta sẽ đi với nhau phiêu du đến cuối chân trời. Ta sẽ yêu mãi yêu rồi ta sẽ thương mãi thương, hạnh phúc đó em sẽ mãi có, mọi gian khó cứ để anh lo. Trời đã ban duyên kiếp này chẳng có kiếp sau, mình đừng lạc mất nhau nhé em. Ta sẽ yêu mãi yêu rồi ta sẽ thương mãi thương, anh xin hứa trọn đời sẽ nguyện mãi mãi chỉ có em thôi. Hạnh phúc trăm năm pháo hồng ngày mình kết đôi, ta trọn vẹn chữ duyên nợ thôi. Duyên cuộc đời này mấy khi gặp được người thích như vậy, duyên đã đẹp đôi thế nở cùng sẽ có thôi, vậy thì hãy nắm tay mình cùng xây đắp tương lai. Em chờ ngày chi đừng nhiều nghĩ suy, gặp được người hiểu nhau môi sẽ luôn nở nụ cười, hãy nắm chặt tay anh ngay từ giây phút này, ta sẽ đi với nhau phiêu du đến cuối chân trời. Ta sẽ yêu mãi yêu rồi ta sẽ thương mãi thương, hạnh phúc đó em sẽ mãi có, mọi gian khó cứ để anh lo. Trời đã ban duyên kiếp này chẳng có kiếp sau, mình đừng lạc mất nhau nhé em. Ta sẽ yêu mãi yêu rồi ta sẽ thương mãi thương, anh xin hứa trọn đời sẽ nguyện mãi mãi chỉ có em thôi. Hạnh phúc trăm năm pháo hồng ngày mình kết đôi, ta trọn vẹn chữ duyên nợ thôi. Hàng ngàn năm chung ông bà chúng ta để lại thì trai lớn lên có vợ, gái lớn lên có chồng. Đồng thời đây cũng là nhiệm vụ thiêng liêng để nối dõi tông đường của hai họ chúng ta. Qua một thời gian dài tìm hiểu giữa hai cháu Nguyễn Ngọc Trân và Phạm Việt Thái, nhận thấy tâm đầu ý hợp, sau đó mới thưa cùng cha mẹ và được sự thống nhất của trong đường và ông bà đôi bên. Nhận thấy xây dựng gia đình là nền tảng vững bền của xã hội và nó có một vai trò quan trọng cho sự phát triển giống dòng riêng, duy trì nòi giống truyền thống của gia tộc hai bên. Hôm nay ngày thành tháng tốt, ngày 8 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 28 tháng 1 năm Giáp Thìn, ông bà Nguyễn Nhân Bảo và Quỳnh Thị Linh, ngụ ấp Trung Thành, xã Lương Thế Trân, cái nước Cà Mau,
tổ chức lễ du quy cho trưởng nữ là Nguyễn Ngọc Trân, sánh duyên cùng trưởng nam Phạm Nhật Thái, con của ông bà Phạm Nhân Bãi và bà Phạm Thị Hiền, ngụ ấp Tân Hòa A, xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Trong buổi lễ hôm nay được ông bà, bác chú, cậu mợ, cô dì dượng và cha mẹ cùng các anh chị trong gia đình thân tộc đến dự tộc của chúng ta. Vậy thân tộc khai họ chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng và chúc phúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Trình lễ cho hai cháu, xin mời hai thông gia nguyện hương và lên đèn, sau đó đâu tân hôn làm lễ ông bà quá cố và làm lễ ông bà cha mẹ và thân tộc tại đèn, sau đó đâu tân hôn dở mâm cầu và chấm tức họ nhà trai sẽ làm lễ. Cho cháu trước khi vô quy. Dì Tư ơi, dì Tư dạ, chân ơi, vui. Bà có vô hung bà nội cái cô dâu. Rồi, ok, rồi. Sau đó là tiếp theo cậu, ông cậu chính và ông Dượng Tám, mày mời hai ông lên. Ông Dượng Tám đâu rồi? Ông Dượng Tám đứng thôi. Dạ. Rồi cầm đi. Rồi xong. Cậu chính ly nữa, cậu chính ơi. Rồi cái khoan cầm nó này, rồi cái chụp bô hình lưu niệm. Rồi Thái đứng lại. Rồi khoan vậy nha. Dượng ơi. Rồi. Vô. Cảm ơn con thay mặt cho bà Dượng Tám là vợ của ông đó, vợ của ông Dượng á, bà ở xa, bà xa bếp không nói gì được. Chúc phúc các
cậu là gì? Cô à, cô bên nội trước bên. Xin mời cô hai đâu rồi? Mời cô hai lên. Đứng thôi, mời lên được. Hai người á, cô hỏi có phải con mình à, chút xíu hai người. Tiếp đây đứng nhìn ra, tiếp đây tiếp nhìn ra cho mô hình luôn niệm nha, cháu đây mình sẽ dùng nha. Rồi vui nha. Mà gì cho cháu là cho luôn nha. Rồi có cô có phần quà cho. Rồi xong xây gai nha, xây gai. Rồi tới đây. Chú. Đến đây. Khai rồi đây dịnh dịnh. Khai đứng sát vô. Cho cháu một sĩ, đem cho cháu đi. Đứng đây. Một, hai, là hai người, hai người thôi. Con rồi, gọi anh Sơn đâu? Trời ơi, nãy biết ngồi chung với kia tiếp luôn rồi. Rồi giờ lên cho bọn nó niệm vô lại là chân như là rồi chú rồi hai chồng rồi chú chú trường rồi mời hai vợ chồng ngồi trước. Ơi đứng sát đường xuống ơi. Khoan dịnh cái cho chụp mô hình cái. Rồi cái con đứng lại. Rồi vui nha. Rồi xong. Nâng lên ly rượu uống tự nhiên. Rồi. Rồi nhìn chụp bô luôn niệm luôn. Úc ơi. Đứng sát rồi chụp bô cái nữa đi. Rồi. Rồi đứng sát vô vui nha. Rồi, như vậy. Rồi xong. Vậy với cậu bây giờ vậy thì có chị hai à, mời hai gia chồng của chị hai nhỏ lên phía trên hai nhận rượu lễ thôi mình cái gì rồi 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 hai anh chị anh hai này đứng sát vô cho cô hình luôn niệm ngay hai gì anh gia chân con đứng sát vô gì hai rồi vui nha. Vì hai lần hai này làm ngọt quá. Rồi chị ba đâu? Cậu ba này ốm. Xây vô ba ơi, xây vô chút. Cậu ba này ốm mà nãy giờ đòi đủ ba, 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 ba. Ngồi, đã uống này cầm ly chụp bôi hình lúc nghe. Qua đưa đây để đưa nước mẹ rồi. Qua hai ba cùng ly thấp chút bên ba ơi. Rồi rồi nhìn lên đấy, ba vui. Nhìn lên cười. Tư thì còn có một nơi này với Tư tới 6 không ai. Vì Tư gì năm có quà không? 6 thì bỏ má chạy vô. Má má chạy vô luôn. Chụp hình rồi chụp ly luôn. Rồi khoan nha. Hay, chị Năm. Tư ơi. Tư cầm ly. Năm uống xong cầm ly cái để chụp hình. Rồi vui lên. Đứng sát vô hay là cháu đứng sát vô gì Năm. Rồi nhìn lên vui. Năm ơi. Năm. Rồi hai vô cầm 6 đâu? Sáu quên nữa à nha. Giống như tao mời tao mà tao quên. Chắc là con của người thứ sáu. Thằng anh Bung là quý quá rồi. Hiện mảnh nó lớn anh tặng anh Bung là được rồi. Rồi à, 7 đeo luôn thanh đứng tới chúng ta ơi nương ơi đeo xong mới nhận ra cái khái ơi khái con hơi lui chụp bài và sắc sắc rồi thấm nhịn ra tay
Rồi, nhìn lên vui ha, vui nè. Đứng ơi, nhìn ra. Rồi, uống rượu luôn. Rồi, hai thằng bà cùng đi cái này. Rồi, khoan khoan, cùng đi phải vui vẻ nhìn lên đi xong. Làm lại. Trời ơi, lương. Không, chụp lên. Thằng bà cùng đi cái nước. Sao hát bộng vô mấy đi. 8 rồi tới 9 rồi. Rồi, dẫn hai vụ. Khoan cầm chụp bộ hình ơi. Khoan xin trên bộ hình ơi. Rất là vui. Rồi sau đây là để tưởng nhớ công ơn của cha mẹ đã sinh ra dưỡng đây. Thì mời cha mẹ của họ chị gái chúng ta lên phía trên ngồi đi. Thứ 9 rồi. Cha mẹ là thứ 9 rồi. Lên nha, một tay thôi. Rồi nhìn lên. Rồi nhìn lên, nhìn lên. Bảo ơi. Rồi dùng rượu luôn. Vô. Rồi ok. Nhận rượu cái. Rồi nhìn lên vui. Rồi dùng rượu luôn. Rồi mời hai sư gia, hai ông sư vô cùng ly rồi uống luôn. Dạ. Vâng chị thì vừa rồi để kịp cái thời gian mà hội đồng nhà trai chúng tôi tổ chức buổi lễ tân hôn để chúc mừng hạnh phúc cho Diệp Thái cùng di chuyển phía nhà ghế bên phải để cùng dâng lên ly rượu mời bà Thím. Xin được mời bà Thím sẽ cùng uống cạn trong chỗ này để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà. Nên mối lương duyên đem trầu cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy, thầy bói phán giờ lạnh đến rồi. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mừng ăn. Anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn. Để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nên ta thăng bằng. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gian. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà. Nên mối lương duyên đem trầu cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy, thầy bói phán giờ lạnh đến rồi. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mừng ăn. Anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn. Để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nên ta thăng bằng. Vì một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gian. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà. Nên mối lương duyên đem trầu cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy, thầy bói phán giờ lạnh đến rồi xong luôn. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mừng ăn. Anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn. Để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhau. Cảm ơn mọi những người có cố đã bước thì xin mời chú Nghị, Việt Thái và cô Dông Ngọc Trăng. Hai em sẽ có ba nghi thức để cúi đầu. Hai em chú ý nhất lễ cúi đầu, thôi vì lễ cúi đầu, thôi và tam lễ cúi đầu, thôi. Và cũng xin được trả lời chị em đến tất cả mọi cho ông bà chủ hội nhà trai. Chúc được các trọng kính mời đoàn đưa cho hội nhà gái trước là đến tu gia của hội nhà trai chúng tôi tham dự buổi này. Thầy bói nói là cưới em về đời anh bớt khổ. Thành thị làm chi, gái thời nay phu lắm anh ơi. Ta cùng đi, đi đến chốn xa rồi. Ta đã trải qua phong ba bùi trần, hãy bước lại sau những năm tháng mệt nhoài. Cứ vui tươi cười hoài, đời giống như bức tranh thêm màu xanh tươi. Đoạn đường khi phù lắm trong gai,
xót xưa vui bờ tương lai đang chờ thì anh xin nguyện yêu em dù có thế nào. Nàng hương hoa tỏa khắp những giang đang khi nhẹ nhàng chờ em đến có em bên đời thấy ôi sao bình yên mong thời gian sẽ mãi ngưng lại sẽ mãi cho em tình yêu mãi cho em bài ca mãi cho em những điều đẹp nhất trên đời ngàn vì sao sẽ minh chứng tình anh gửi em mong đến khi ta gặp nhau những đêm hôm ta nghe trái tim sẽ cho nhịp từ phút giây này mong ta mãi bên nhau nguyện sẽ khó thay đổi lòng. Sự quỷ diệm cho phép của họ nhà trai đứng ra điều khiển chương trình nghi thức lễ ngày hôm nay. Trước
khi đến với chương trình nghi thức lễ cho phép thức cầu xin được ca lời cho ông bà chủ ông bà nhà trai, xin được gửi đến các bậc cao niên đại diện hai họ cùng toàn thể quý vị có mặt tham dự các buổi lễ ngày hôm nay lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các bậc cao niên, cái gái đứng lên phải có quá trình tìm hiểu để chọn lựa cho mình một mối tình tâm đầu dễ hợp sống cho đến cả cuộc đời, và đó cũng là điều ước muốn của đôi trai gái cũng như của gia đình và xã hội. Hôm nay sự lớn lên và trưởng thành của hai em Diệp Khái và Ngọc Trân đã được hiểu biết với nhau. Qua quá trình tìm hiểu để chọn lựa hôn nhân, hai em mới được đẹp duyên và thuận ý từ ngày cho riêng mình. Và cũng xuất phát từ ý muốn đó mà được sự thống nhất của cha mẹ hai bên, sự đồng ý của các tộc hai gia đình cũng như sự cho phép của luật hôn nhân hiện hành, nên em đã có trách nhiệm bảo vệ giữ lấy hôn nhân cho đến ngày hôm nay như tôi đã nói qua. Và thứ hai là bằng đại diện về phía chủ hôn văn hội, chúng ta cùng đứng lên trước bàn thờ gia tiên để thực hiện nghi thức thượng hương và thượng đăng. Và thứ ba là bằng đôi tăng ông cùng tiến ra với chúng để làm lễ ông bà quá cố cũng như ông bà cha mẹ cô bác là những người hiện tiền. Và phần sau cùng là bằng đáp từ của gia đình, sau đây tôi sẽ lần lượt đi theo từng chi tiết. Để cùng với ông Nguyễn Văn Bảo là song tăng của cô dâu vui lòng đứng lên trước bàn thờ gia tiên để thực hiện nghi thức thượng hương và thượng đăng. Và lần nữa xin trân trọng kính mời. Duyên trời dẫn lối đôi ta, hữu duyên hồng trần kiếp này. Hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dâu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm, đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh dẫn muôn hoa mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết quyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phù thế, dù mặn dù đắng dù cay mình cũng. Trước tiên thì xin được phép mời chú nghệ Việt Thái và cô dâu Ngọc Trân ngay em sẽ cùng hướng về phía bàn thờ gia tiên để làm lễ ông bà quá cố. Chú nghệ Việt Thái và cô dâu Ngọc Trân chú ý, con người thì có tổ có tâm, như cây có cội như sông có nguồn. Cây có cội mới sanh cành chính quả, nước có nguồn mới bể rộng sâu sâu. Người ta thì nguồn gốc ở đâu, có tổ tiên trước mới có mình hôm nay. Phía trước mặt của chú nghệ Việt Khái và cô dâu Ngọc Trân là những làng khối hương ngay gốc, là những cái đại tượng trước cho những giang hồn quá cố đã quốc công hiện về đây để chứng minh tình cảm cho em trong buổi lễ tăng hôn ngày hôm nay. Và cũng để tỏ lòng tình kính đến công ơn của những người quá cố đã quốc, xin mời chú nghệ Việt Khái và cô dâu Ngọc Trân em sẽ có bốn nghi thức lễ cúi đầu. Hai em chú ý, nhất lễ cúi đầu thôi, và nhị lễ cúi đầu thôi, và tam lễ cúi đầu, và tứ lễ cúi đầu thôi. Cái đây thì xin mời Diệp Thái và Ngọc Trâm sẽ cùng xoay phía trước để làm lễ ông bà là những người hiện tiền ngày hôm nay. Dự nhất các bậc tập ngày hôm nay là hàng trăm ông bà, cha mẹ, cô bác, cậu vợ, dường dự đối tiếng đại diện hai họ, là những người cũng đã có công rất lớn để tạo dựng cho hai em có được một niềm vui trọn vẹn như ngày hôm nay. Và cũng để đáp lại những câu nói đó, xin mời chú nghệ Việt Khái và cô hai nghi thức lễ cúi đầu. Hai em chú ý, nhất lễ cúi đầu thôi, và chị lễ cúi đầu thôi. Và để tiếp theo chương trình của buổi lễ, xin được phép mời chú nghệ phụ sẽ rót rượu cho chú nghệ Việt Khái và cô dâu Ngọc Trân sẽ cùng các chủ lễ ra mắt trong cái ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay. Và trước mặt em xin cùng dâng lên những ly rượu đầu tiên lên đại diện về phía hội nhà trai, đó là hàng trăm ông bà có mặt tham dự trong buổi lễ ngày hôm nay. Trong mắt bà Thím là đại diện về phía hội nhà trai có mặt tham dự trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Và cũng xin được thay lời cho gia đình thì cũng xin được trân trọng kính mời về phía hàng trăm ông bà cô bác đại diện về phía hội nhà trai.
Và hai đi trường kế tiếp thì chú Nghệ Việt Thấy và cô Giang Ngọc Trân sẽ cùng dâng lên để ra mắt cô Hai và Dưỡng Hai, cũng là đại diện về phía mọi nhà trai có mặt tham dự trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay. Và cũng xin được phép mời cô Hai và Dưỡng Hai sẽ cùng đăng ly uống cạn chung rượu tri ân ngày hôm nay để chúc mừng cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Tôi xin được phép mời cô Giang Ngọc Trân, em sẽ cùng dâng lên để mời bác Tư là đại diện về phía mọi nhà trai cùng góp mặt trong cái buổi lễ tân hôn ngày hôm nay để chúc mừng cho hai cháu. Xin trân trọng kính mời. Cùng rất mặt tham dự trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Đây, và nhận đi sự tri ân của hai cháu và uống cạn chung rượu này để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Và tiếp theo xin được phép mời chú Nghệ Diệu Khái và cô Châu Ngọc Trang, hai em sẽ cùng di chuyển. Ly rượu hồng con kính chúc mẹ cha, cảm ơn cha mẹ sống. Hôm nay kết tình tham gia, tình tâm như nước hồng hà cửu long. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy gặp bổ nguyện như sinh một nhà. Một lần nữa xin được phép đại diện cho ban tổ chức xin được kính chúc cho mối tình giữa hai. Xong rồi đứng sát vô một cái ha, đứng sát vô, sát vô chút. Rồi hai bà xui cũng ly uống luôn. Vậy lên vui ha, đây ông xui, đây gì lên vui. Nhìn nhau vui vẻ cười ra, nhìn nhau vừa nhìn nhau á bác. Bảo ơi đứng tới chút Bảo ơi. Tôi cũng xin được tự lại bởi họ đây là một cái tay bắt tay thân mật nhất mà giữa hai thông gia thì chúng ta sẽ bắt cùng nhau trong những ngày hôm nay để đến với tình thông gia. Rồi ok, bà chồng không lên giao cái mẹ chồng. Rồi ok. Thì nó mới xin được cái lời cho ông bà chủ hôn mọi nhà trai. Xin kính chúc cho tăng tập mái ngọt cũng như tất cả quý vị có mặt tham dự trong buổi lễ ngày hôm nay một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài và tràn đầy hạnh phúc. Như vậy chương trình nghi thức lễ tân hôn chúc mừng hạnh phúc cho Diệp Khái và Ngọc Trân đến đây xin được mạn phép khép lại. Sau cùng xin được trả lời cho ông bà chủ hôn mọi nhà trai, xin được trân trọng kính mời đại diện mái ngọt chúng ta cùng trở ra phía sân tiệc. Trước là chung vui buổi tiệc cùng với gia đình, sau thì trả lời chúc mừng hạnh phúc cho chú Nghệ Diệp Khái và cô Dâu Ngọc Trân được trăm năm hạnh phúc. Và lần nữa xin được lễ phép kính chào. Và như vậy thì đến đây muốn em là má, cũng có anh là sau này. Muốn em là con, một tiếng má anh lòng dài. Nhất bái thiên đình, nhị bái cao đường. Cụ thể giao mãi, đêm nay ta say ta mãi thắng hai. Không còn em là đời anh chẳng ý nghĩa gì. Thế nên anh phải cố gắng. Bông ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, treo xuống ba lá ngoài xa đá ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này. Muốn em là con của tiếng anh lòng nhị bãi cao đường, cụ thể giao mãi đêm nay ta say ta mãi thắng hai. Em ơi nói nghe nè, người quê mình chân chất đường nhà anh cứ đi bằng chân đất. Sao trưởng đàn thần nhất lũ nhóc len bên giống qua đây anh cần tất làm vô miền Tây không có như không phải dễ chỉ cần gật đầu anh luôn luôn cho phải lễ ba con lỗi sớm hầu bao em tai ghế một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Vậy nào người ơi ga gáy vậy đi nè vậy ăn cái gì cho nó rồi mình lấn xe qua tới thưa mẹ cha một bài ca hay bên nhà các thông gia. Mời em đi về quê anh
treo xuống ba lá, ngoài xà đá ngoài hồ cá mình cùng ra. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên đình nhị bái cao đường. Trong hò hẹn được cười nôm na bấy lâu mà anh ngóng trông, xây đắp phong tình nặng nồng, ba má hai bên cũng bằng lòng. Anh rước em về làm dâu, sang năm nhà ta có cháu, hai ba mình vô cái 100% luôn. Không xây đừng đợi về, chúc cho đời vợ chồng son có thêm mấy con đẹp ý thề. Năm chén ta mời rượu mừng, hai cháu tăng lên chứ ngập ngừng. Giờ nay con thề thương nhau đến khi bác hai mai đầu. Xe duyên cho ta nên đôi là nhất trên đời. Tiền nông thì đây tía lo, giàn cây thì đây má cho. Mâm cao chầu ngày lành anh qua, khi thương rồi chẳng cần đắn đo. Cô dâu xinh xinh ai cũng khen tính nết ngoan hiền. Khi yêu anh hứa sang năm sẽ mới sinh ba la cướp em liền. Chờ lâu thì đâu có hay, chờ lâu thì sẽ mất ngay. Cho nên anh tính là ngỏ ý hai nhà kết tình thông gia. Hôm nay ngày vui của gian gần xa xa, hẹn cái cười nôm na bấy lâu mà anh ngóng trông, xây đắp phong tình nặng nồng, ba má hai bên cũng bằng lòng. Anh rước em về làm dâu, sang năm nhà ta có cháu, hai ba mình vô cái 100% luôn. Không xây đừng đợi về, chúc cho đời vợ chồng son có thêm mấy con đẹp ý thề. Năm chén ta mời rượu mừng, hai cháu tăng lên chứ ngập ngừng. Giờ nay con thề thương nhau đến khi bác hai. Xin được trân trọng kính mời. Và cũng để mở đầu chương trình văn nghệ để thay lời chúc mừng hạnh phúc cho Diệt Khái và Ngọc Trân trong buổi sáng ngày hôm nay. Giờ đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc Ước Nguyện Đầu Xuân. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin tất cả quý vị chúng ta dành cho tiếng hát của Dương Tám là đại diện Dương Bảy là đại diện về phía Hoa Nhà Gái. Tiếp một cái bó tay thật là quý vị. Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều. Và để liên tục chương trình với ngày giờ đây, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng thưởng thức qua tiếng hát của Tâm Trung đến từ Trà Là, cùng xin được giao lưu chương trình với ngày trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay với một bài hát tuổi tròn. Và để xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có phải anh sầu về quê hương đất nước đã trải qua bao mùa chinh chiến đau thương, nếu không bao năm anh em có trường sơn quần cao thành sông núi trưa ngày hôm nay, gia đình của chúng tôi rất vinh dự và rất hạnh phúc khi được sự hiện diện trang trọng của toàn thể tất cả quý vị, trước là tham dự bữa tiệc, sau là cùng nhau chúc phúc cho đôi quê hương được trăm năm hạnh phúc. Trước tấm chân tình và lòng nghĩa cưỡng cao cả của tất cả quý vị, mọi đời cho phép chúng tôi xin được thay lời cho ban tổ chức gia đình và đặc biệt là xin thay lời cho chủ nhân của cánh tiệc phòng cùng dịch vụ tổ chức sự kiện tiệc cưới Ba Xuyên cùng với sự góp mặt của dịch vụ nấu ăn Sony xin được mến trời đến cho tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành sâu sắc. Lời kính chúc sức khỏe an lành và lời chào trân trọng nhất. Đến việc hệ trọng hạnh phúc cả đời người, vâng đó cũng chỉ là ước mơ và hoài bão của các đấng trai tài và gái sắc. Để có được ngày vui ngày trọng đại như hôm nay thì đôi quê hương của chúng ta cũng đã trải qua một thời gian dài tìm hiểu và yêu thương nhau, mà đặc biệt là đôi quê hương đã chinh phục được đỉnh cao tình cảm của ông bà cha mẹ hai bên để chuyến xe hôn nhân mang biển số hạnh phúc đã gặp bến bờ chờ mong. Và ngày hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, ngày mà nhận vật sung túc giao hòa, ngày mà ông Tơ bà Nguyệt đã xây dựng kết cháy cho đôi quyên ưng nên nghĩa chầu cao, được sự thống nhất của hai bên gia đình. Cho đến ngày hôm nay, hòa tộc nhà trai đã tổ chức bữa tiệc thật long trọng tại ấp Tân Hóa A, xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau để cùng nhau chúc mừng hạnh phúc cho đôi quyên ưng Diệt Khái và Ngọc Trân được trăm năm hạnh phúc. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, trăm quà đưa nở một giờ công bằng một phút đợi chờ hôm nay, và giờ phút tăng hoa trọng đại nhất của đôi quyên ưng đã đến. Ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng mở mắt về lối đi hạnh phúc để cùng chào đón đôi quyên ương đẹp nhất, hạnh phúc nhất và duyên dáng nhất trong bữa tiệc ngày hôm nay, sẽ cùng tiến về lễ đài hạnh phúc để ra mắt đến tất cả quý vị. Tháng nở rồi mùa vui đến, cũng là ngày vui cưới của đôi ta, cho những cánh chim bay khắp dải ngân hà, cho đôi bạn trẻ đang tìm về nơi tổ ấm. Kính thưa quý vị, sự hiện diện trên khán đài của chúng ta bây giờ là hai gương mặt đẹp nhất, rạng ngời nhất và tuyệt vời nhất trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay. Và giờ đây thì chúng tôi xin được phép trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng tiếp tục chào đón lên sân khấu sự hiện diện của hai bên gia đình. Đây là những người cha, những người mẹ, là những người đã
góp phần mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho chú Nghệ Dược Khái và cô dâu Ngọc Trâm trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay. Và giờ đây thì cho phép anh cháu xin được thay lời ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Phạm Văn Bảy và bà Phạm Thị Hiền là song thân của chú Nghệ vinh dự là chủ hôn của họ nhà trai ngày hôm nay sẽ động tiến về sân khấu, xin trân trọng kính mời. Phép trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Bảo và bà Quỳnh Thùy Linh là song thân của cô dâu vinh dự là chủ hôn của nhà gái ngày hôm nay sẽ. Diện trên khán lệ của chúng ta bây giờ là nhà gái hân hoan mừng ngày quý, nhà trai hớn hở đón dâu về, hai bên cha mẹ xung vầy, anh đi làm gãy em về làm dâu. Và sau đây đại gia đình về phía chủ hôn ngoan ngọt cùng với chú Nghệ Diệt Khải và cô dâu Ngọc Trân chính đồng sẽ đến cho tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành sâu sắc, lời kính chúc sức khỏe an lành và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, tơ hồng thì ai khéo xe duyên, mà cho đôi chim én về chung một nhà, dâu hiền thì ghệ tạo cả hai, trong năm bền dựng sắc son vẹn toàn. Có thể nói ngày hôm nay là ngày trọng đại mà được hai bên gia đình của ông bà Phạm Văn Bảy và Phạm Thị Hiền đến từ ấp Tân Hóa A, xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau bắt nhịp cầu tri ân để kết tình tông gia cùng ông bà Nguyễn Văn Bảo và Quỳnh Thị Linh đến từ ấp Tân Trung Thành, xã Lương Thế Trăng, huyện Cái Nước, thành phố Cà Mau để cùng nhau chúc mừng hạnh phúc cho đôi quyên ương Diệt Khải và Ngọc Trân được trăm năm hạnh phúc. Và giờ đây đứng trên sân khấu cho phép Đức Tôn xin được ta lời cho hai bên gia đình cùng con dâu và chú Nghị xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị đã dành thời gian đến đây tham dự bữa tiệc chung vui cùng với gia đình. Và trong thời gian tiếp đón cũng như tiếp đẩy không tránh đi những điều sai sót, kính mong tất cả quý vị hãy vì tình thương của gia đình cũng như con dâu và chú Nghị hãy niệm tình bỏ qua. Vì sự trân trọng hiện diện của tất cả quý vị có mặt ngay trong bữa tiệc ngày hôm nay để chúc mừng cho hai họ từ nay có được dâu hiền và kẻ tẩu, chúc cho chú Nghị Diệt Khái luôn giữ vững được tay chèo để chèo lại con thuyền tình yêu đi đến bến bờ hạnh phúc, và chúc cho cô dâu Ngọc Trân luôn bảy bảy xinh đẹp xứng đáng là người vợ hiền châu tàu cùng với chú Nghệ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, và cũng để đáp lại công sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ đã tạo dựng cho chú Nghệ Diệt Khái và cô dâu Ngọc Trân có được ngày vui ngày trọng đại như ngày hôm nay, thì giờ đây cho phép Đức Tôn xin được mời cô dâu Ngọc Trân và chú Nghệ Diệt Khái sẽ cùng dâng lên cho cha mẹ được ly rượu hiếu tạo trong ngày vui hôm nay để nhằm đền đáp lại công sinh thành và dưỡng dục. Xin trân trọng kính mời. Rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình châu viên thắm em về với anh. Để có được công lao và tạo dựng như ngày hôm nay, chúng ta không thể nào quên được cội nguồn đó là cha mẹ, là những người đã tạo cho các một cuộc ly thân mật nhất trong ngày hôm nay để kết tình thông gia cùng như chúc mừng cho Diệt Khái và Ngọc Trân được trăm năm hạnh phúc. Và giờ đây thì Đức Tôn cũng xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nâng cao ly của mình là uống cạn được không ạ? Đẹp hoa thì đẹp cả hương bình, mà đẹp dâu đẹp nghệ thì đẹp tình xuôi gia. Hôm nay long phụng giao hòa, chúc cho đôi bạn được bền lâu muôn đời. Và xin tất cả quý vị chúng ta dành cho đại gia đình một tràng pháo tay nồng nhiệt quý vị. Phía bàn tiệc để tiếp đón những tình cảm thân thương mà tất cả quý vị đã dành cho ban tổ chức gia đình trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay, à, xin trân trọng kính mời. Thank you.
Cowboy xin được phép bắt đầu. Cùng nhau nhấp chén rượu hồng, cùng nhau nhấp vị hương đồng tình yêu. Rượu này ấp ủ bao điều tuyệt đẹp, gặp chân để xây dựng hạnh phúc trăm năm. Giờ đây thì trên các lễ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chiêm ngưỡng tình yêu đẹp nhất mà đôi viên hương dành tặng cho nhau. Đó là nụ hôn nồng nàn nhất trong ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay. Nếu như quý vị đồng ý xin một cặp tay thật là quý vị. Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều. Giờ đây thì xin mời cô dâu và chú rể hai em sẽ cùng đối diện vào nhau. Hai tay của cô dâu xin đặt lên bờ vai của chú rể, và hai tay của chú rể xin đặt vào vòng eo của cô dâu. Kính thưa quý vị, ba nụ hôn xin được phép bắt đầu. Hôm nay làm lễ tơ hồng, chúc cho long phụng quảng đời đời. Dù cho giận đổi sao dời, tình chồng nghĩa vợ đời đời không đổi thay. Xin chúc tất cả quý vị chúng ta sẽ dành cho đôi vợ chồng thêm một cặp tay thật lớn nữa được không ạ? Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, nếu như mùa xuân là một cái xin từ giả thì xin phép tôi có đôi lời. Trước tiên là nhân nghiệp xuân về, là nhân nghiệp cái đáng mà hạnh phúc của đôi trẻ, thì xin chúc cho bà con hai họ hưởng một mùa xuân hạnh phúc và vui tươi. Sau đây là xin đại diện cho hai nhà gái là cũng xin là chân thành cảm ơn họ nhà trai đã tiếp đón đồng hậu, tiếp đãi rất là chân tình và rất là tất nghĩa tình phu gia với nhau. Thì xin trước khi ra về xin xin chân thành cảm ơn tất cả bà con hai họ đã tạo điều kiện rất là thuận lợi để cho đôi trẻ được xây dựng hạnh phúc, và chúc cho đôi trẻ trăm năm hạnh phúc. Thì sau đây thì cũng đại diện cho họ nhà gái là xin phép từ biệt họ nhà trai, nhưng trước khi từ biệt cũng xin chúc họ nhà trai và họ nhà gái sau khi là hai đứa trẻ đã thành hôn thì chúng ta càng ngày càng tìm hiểu nhau hơn và càng ngày càng thắt chặt tình phu gia, càng ngày càng dây thân tình, chúng ta càng ngày càng gắn bó và càng tìm hiểu và biết ra cả trăm họ hai bên. Xin chân thành. Từng bừng ngày vui đám cưới nhà ai, nâng ly lên ta chúc cho đôi trẻ nên duyên vợ chồng. Người người đều khen cô dâu xinh đẹp như thiên nga, chú rể cứ thẹn thùng mà trong lòng vui như hoa. Hai bên gia đình cười tươi vui đón nàng dâu, buôn hoa khoe sắc thắm tươi vui đón em về nhà chồng. Sợi chỉ hồng đã sẽ duyên cho họ thành phu thế, kết thăm môi duyên tình này tròn kiếp vẫn mãi không rời. Rượu nồng ngày cưới gắm hoa chúc cho hai người luôn bên nhau không xa rời, kết thành hoa dài ngâu màu hồng ngày hạnh phúc ta có nhau đến bạc đầu. Lời thề này trăm năm minh chứng cho đôi tình nhân, nụ cười rạng rỡ ấp e đôi môi tươi hồng. Hôm nay em đi theo chồng canh thiệp mừng vu quý, kìa kìa đàn em báo xuân sang có tin mừng, vậy là đầu năm sau sẽ có thêm thành viên. Hai bên gia đình cười tươi vui đón nàng dâu, buôn hoa khoe sắc thắm tươi vui đón em về nhà chồng. Sợi chỉ hồng đã sẽ duyên cho họ thành phu thế, kết thăm môi duyên tình này tròn kiếp vẫn mãi không rời. Rượu nồng này cưới gắm hoa chúc cho hai người luôn bên nhau không xa rồi, kết thành hoa dài ngâu màu hồng ngày hạnh phúc ta có nhau đến bạc đầu. Lời thề ngày trăm năm minh chứng cho đôi tình nhân, nụ cười rạng rỡ ấp e đôi môi tươi hồng. Hôm nay em đi theo chồng canh thiệp mừng vu quý, kìa kìa đàn em báo xuân sang có tin mừng, vậy là đầu năm sau sẽ có thêm thành viên.
đón ngày cưới gấm hoa chúc cho hai người luôn bên nhau không xa rời, kết thành hoa dài nhau màu hồng ngày hạnh phúc ta có nhau đến bạc đầu, lời thề ngàn trăm năm minh chứng cho đôi tình nhân, nụ cười rạng rỡ ấp e đôi môi tươi hồng, hôm nay em đi theo chồng canh thiệp mừng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dẫu cho ai ngờ thế đã cùng bên nhau thắm vào. Ta xây đời trên đồng cỏ, luôn chân che cả đi khắp miền. Chúng cha mẹ xem tán tôn, ngài làm cho hai đứa lớn lên. Mình anh họ là họ ơi, mong tình thương thêm ngắn thương.
hai ba bốn anh theo anh về làm dâu miền Tây. Từ nơi đông đúc bông chen đô thành dìu nhau về đây. Có em và anh với đôi bàn tay mình xây mái nhà. Chỉ mong gần nhau đầu ba răng lông tới da. Sập xình thông tin thông tin em nghe lòng mình. Cuộc đời bình bình về mà tình mình biết bao niềm vui. Có em về đây sớm thâu ngày đêm rộn vang tiếng cười. Kiếm thêm thằng tí thì còn gì tuyệt vời bằng anh đó. Bằng là bằng lòng em theo anh về quê bên ruộng đồng. Có cây dừa xanh nhìn sông lượn quanh sao mà thương quá. Rồi chiều quang hôn ta ra bờ đê mình ngồi bên nhau. Có em và anh tiếng yêu mặn nồng ngọt ngào ta trao. Hò là hò ơi hò ơi hò. Dù đời còn gian khó xin chỉ yêu riêng mình anh. Hò là hò ơi mong tình thương thêm ngắn thương. Tay nắm dây kèn tao mình về quê hương. Sang chỉ mong ngày kết duyên cao trầu, mong cho mai sau ta luôn bên nhau nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn đừng rầu đừng lo có em đây mà em hiền, ba em khó anh có chi lo. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Mà em khoái anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết nhường, em là dâu hiền ngoan. Hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương. Là em nói nghe đây em thương anh lắm đó mình ơi. Rộn ràng ngày thành hôn của đôi ta, cô chú bác gì sao ngày hôm nay có thêm cháu dâu luôn nha. Chần chờ làm gì chồng ơi tới luôn anh cứ chơi hết rồi. Xinh quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên sông dưới vui mừng. Ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Về là về bên anh mình băng qua cánh đồng xanh. Đồng xanh chấm chứa tình em trọn một đời dành cho anh mới.
tình lắm, thiệt tình lắm. Thương thì nói là thương, lời em nói nghe này em thương anh lắm đó mình ơi. Em sẽ theo anh về, về làm dâu bên Tây, quên hết nỗi lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu bên Tây, mà em khoái anh rồi em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết thương, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe nè em thương anh lắm đó mình ơi. Hợp coi mắt em rồi, mâm trái cây trầu cao chúng ta
anh đây độc thân vui tinh, nhìn kỹ bề ngoài cũng xinh, đẹp người đẹp nết, đẹp luôn cái tinh tình. Mà sao tìm hoài không thấy có người nào chịu ưng, qua mấy chục nồi bánh chưng anh vẫn sống hôm một mình. Anh đi nhờ người mai mối, tìm người chung lối, ghét cô ghét cô đi chịu anh không. Anh đi bé ơi, ok thì anh lên dây gom mình đi coi ngay tốt qua bên nhà gái. Anh chơi hơi này pháo hoa nô giang trời ru mừng cầm chén tay rồi còn chi mà phải nghi ngờ. Cạn ly đi bé ơi, từ đây về chung một nhà anh thôi sẽ không la cà. Yêu em anh hứa thật thà vậy nha, get go pháo hoa nô giang trời ru mừng cầm chén tay rồi còn chi mà phải nghi ngờ. Cạn ly đi bé ơi, từ đây về chung một nhà anh thôi sẽ không la cà. Yêu em anh hứa thật thà vậy nha, get go. Kỳ mà khiến cho hai người xa lạ xích lại gần nhau hơn
để đôi tâm hồn có chung sự đồng cảm và đôi trái tim có cùng chung nhịp đập. Kính thưa quý vị, tình yêu còn là sức mạnh khiến cho những đôi lứa yêu nhau, cho dù cách xa nhau về địa lý hay là tuổi tác, thì họ vẫn sẽ tìm đến bên nhau để cùng nắm tay nhau đi xây dựng một gia đình hạnh phúc. Kính thưa quý vị, Ngọc Trân và Việt Thái cũng không nằm ngoài quy luật muôn đời ấy. Hai bạn trẻ của chúng ta đã trải qua thời gian quen biết nhau, tìm hiểu nhau, yêu thương nhau. Và ngày hôm nay, họ đã nhận ra rằng họ không thể sống thiếu nhau được nữa. Kính thưa quý vị, và chính vì thế ngày hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Giáp Thìn, là ngày lành tháng tốt, là ngày gia đình của ông Nguyễn Văn Bảo và bà Huỳnh Thị Linh, ngụ tại ấp Trung Thành, xã Lương Thế Chân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, vui mừng cùng kết thân gia với gia đình của ông Phạm Văn Bảy và bà Phạm Thị Hiền, ngụ tại ấp Tân Hóa A, xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau. Kính thưa quý vị, và buổi chiều hôm nay là buổi lễ vu quy của cô dâu Nguyễn Ngọc Trân, sánh viên cùng với chú rể Phạm Việt Khái. Và đây chính là lý do trịnh trọng nhất buổi chiều hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị dành tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng ạ. Chào đón cô dâu Ngọc Trân và chú rể Việt Khái ạ. Xin mời đôi hương hãy cùng tay chân ma đi nhau tiến về khán lễ. Xin mời ạ. Kính thưa quý vị đang được nhìn ngắm hình ảnh cô dâu Ngọc Trân xinh đẹp, lộng lẫy, quyến rũ trong bộ sa rê màu đỏ. Chú rể Việt Thái thì lịch lãm, đẹp trai, sang trọng trong bộ và hết màu trắng. Và quý vị đang được nhìn ngắm những nụ cười hạnh phúc, những nụ cười rạng rỡ trên bờ môi xinh đẹp của cô dâu và chú rể. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của hai bạn trẻ, là ngày hai bạn chính thức cùng về chung một mái nhà, nên nghĩa vợ chồng. Kính thưa quý vị, và nhân buổi tiệc trọng đại và tiệc hạnh phúc ngày hôm nay, Hoài Thương xin thay lời cho toàn thể quý vị quan khách, xin thay lời cho dịch vụ tiệc cưới Việt Khái, dịch vụ nấu ăn Thái Vũ, xin được chúc cho cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long. Kính thưa quý vị, và để đáp lại tấm chân tình của toàn thể quý vị đã bớt chút thời gian để tham dự buổi tiệc vui, buổi tiệc hạnh phúc ngày hôm nay, thì Đô Uyên Hương sẽ đại diện gia đình sẽ gửi đến toàn thể quý vị lời tri ân cũng như là lời cảm ơn bằng hai lễ cúi đầu. Xin mời Đô Uyên Hương, lễ cúi đầu thứ nhất Đô Uyên Hương cúi đầu, lễ cúi đầu thứ hai Đô Uyên Hương cúi đầu. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, khi chúng ta nhắc đến tình thương của nhân vật làm cha làm mẹ dành cho con của mình, thì đó chính là những tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất. Đó chính là những hạt cơm thơm, đó chính là những tấm áo lành, là nước trong nguồn cuồn cuộn chảy, là đỉnh Thái Sơn sừng sững mãi nghìn năm. Kính thưa quý vị, Ngọc Trân, Việt Khái có được niềm vui, niềm hạnh phúc như ngày hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến những công ơn sinh thành và dưỡng dục của nhân vật làm cha làm mẹ. Và chính vì thế, xin mời toàn thể quý vị cùng chào đón những nhân vật quan trọng ấy, những điểm tựa êm đềm ấy cho ngày hạnh phúc hôm nay. Và xin mời toàn thể quý vị cùng chào đón song thân của cô dâu là ông Nguyễn Văn Bảo và bà Huỳnh Thùy Linh. Xin mời tiến về phía khán lễ ạ. Nhân vật quan trọng đã hiện diện trên phía khán lễ. Một lần nữa, MC cũng xin thay lời cho gia đình của ông Nguyễn Văn Bảo và bà Huỳnh Thị Linh. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian đến tham dự buổi tiệc vui, buổi tiệc hạnh phúc ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và trong quá trình tiếp đón, nếu có điều chi thiếu sót thì cũng mong toàn thể quý vị hãy vui lòng bỏ qua cho. Một lần nữa, MC xin đại diện gia đình hạnh phúc của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, rượu sân banh là một nét văn hóa đặc trưng của phương Tây, và chúng ta thường thấy rằng rượu sâm banh. Từ khi quen em phút ban đầu, cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm, cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đôi thay từng ngày. Biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh, tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hàng mong. Ở bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết, chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lấy đính hôn của anh thật lòng, vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới đầy ấp tiếng cười rộn ràng.
anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh, dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày, hãy làm vợ anh yêu anh đến hết cuộc đời. Anh sẽ luôn ở bên người và đời này người sẽ mãi che chở cho em. Mình sẽ bên nhau không xa rời và mình cùng nguyện ước bên nhau mãi thôi. Cô dâu trong anh duy nhất trong ai xin em hãy làm vợ anh em nhé. Trong nụ hôn từ sâu rất lâu sẽ nắm tay nhau đến mãi mãi. Đời bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết, chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lấy đinh anh thật lòng, vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới đầy ắp tiếng cười rộn vàng, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về. Chúc mẹ thiệt khái của chúng ta sẽ thể hiện tình yêu của mình dành cho cô dâu xinh đẹp đó, và hành động này chỉ có thể là nụ hôn của tình yêu quý vị ạ. Và nụ hôn này chú rể chỉ có thể hôn trên bờ môi xinh đẹp của cô dâu nha. Và xin mời đôi nhân hãy cùng đứng đối diện vào nhau, tay của cô dâu hãy tràn lên vai chú rể, chú rể hãy ôm eo cô dâu nào. Và khi nào MC đếm đến ba thì chú rể trao cho cô dâu một nụ hôn thật sâu thật lâu nha chú rể. Hôn lên môi của cô dâu nha chú rể. Và xin mời toàn thể quý vị cùng đếm với MC nha. Đếm đến 3 nha quý vị. 1 2 2 rưỡi 3. Vâng, kính thưa quý vị, chỉ có tình yêu mới có thể làm nên hạnh phúc, và cũng chỉ có hạnh phúc mới có thể giữ mãi được tình yêu. Và ngày hôm nay, tình yêu của Ngọc Trân và Việt Khái đã đi đến những cung bậc cảm xúc nhai bạn trẻ của chúng ta hàng mong ước. Xin chúc mừng cho đôi bạn trẻ, và cũng như xin chúc mừng cho đôi thông gia tự nay tình nghĩa bền chặt keo sơn. Kính thưa quý vị, và nụ hôn nồng cháy vừa rồi đã khép lại nghi thức lễ phu quy của cô dâu Ngọc Trân và chú rể Việt Thái. Và không để toàn thể quý vị chờ lâu, MC xin trao trả đôi hôn và với vòng tay thân yêu của toàn thể quý vị quan khách ạ. Trâu còn đang cày cày, có hàng giữa mắt trai gái làm chắc phát thiệt tha. Có anh và em sớm mong hai đứa chung một nhà. Nhìn nè bên cái sông đám cưới thiệt to, đầu pháo du quỳ hai bên họ chúc nhau rộn ràng. Tiếng hò tiếng hát nghe thấm tình ai gửi trao nhau. Em thấy nôn nao anh ơi anh tính thế nào? Về làm dâu miền Tây, em muốn về làm dâu miền Tây. Có thương là thương cho trọn, em ngại gì sớm nắng chiều mưa. Thương anh dù cho cách trở, vẫn một lòng chung thủy sẵn son. Thương em anh đừng sợ khổ, có em là anh sướng nhất luôn. Ơi là ơi họ ơi, có con sông nước chảy đôi bờ. Ơi là ơi họ ơi, nhịp cầu tre lắc léo đưa dâu. Rước em về nhà anh mau mau, tháng năm chờ lắm em xanh. Về làm dâu miền Tây, em muốn về làm dâu miền Tây. Có thương là thương cho trọn, em ngại gì sớm nắng chiều mưa. Thương anh dù cho cách trở, vẫn một lòng chung thủy sắc son. Thương em anh đừng sợ khổ, có em là anh sướng nhất luôn. Ơi là ơi họ ơi, có con sông nước chảy đôi bờ. Ơi là ơi họ ơi,
dâu hiền thương ba má của anh, như thương ba mẹ mình phận con dâu em đã biết. Thêm nữa con thật ngoan hiền, hai bên họ hàng yên tâm, sống bên nhau thêm mặn nồng duyên ước hẹn trăm năm. Yêu nhau đã lâu, cớ sao anh chưa ngỏ lời? Anh đang ngại gì hay là anh hỏng yêu em? Ngày kia cũng tốt, anh coi anh tính đi kìa. Em đã sẵn sàng rồi, chỉ đợi anh thôi. Em đây nết na ngoan hiền, túi xuân trao trọn cho anh. Thương anh chất phát thật thà, cầu che kia mời anh bước qua. Ta sẽ chung một nhà, đợi ngày ta kết duyên thôi. Trên cánh tay đầy vàng cho tình ta thêm đậm thắm. Có hai bên họ hàng, ta cạn chén rượu giáo bôi. Yêu đến khi ta già, khi đầu bạc thì thôi. Xanh dây cô dâu hiền thương ba má của anh, như thương ba mẹ mình phận con dâu em đã biết. Thêm đứa con thật ngoan hiền, hai bên họ hàng yên tâm, sống bên nhau thêm mặn lòng duyên ước hẹn trăm năm. Đời trai có mấy lần, không cưới em thì cưới ai? Sương gió mây ngần, phong ba bụi trần, tương lai nhờ nhà vợ anh ơi. Nhờ nhà vợ anh ơi. Nhờ nhà vợ anh ơi. Em đây nết na ngoan hiền, túi xuân trao chọn cho anh, cho nè. Thương anh chất phát thật thà, cầu che kia mời anh bước qua. Ta sẽ chung một nhà, đợi ngày ta kết duyên thôi. Trên cánh tay đầy vàng cho tình ta thêm đậm thắm. Có hai bên họ hàng, ta cạn chén rượu giáo bôi. Yêu đến khi ta già, khi đầu bạc thì thôi. Xanh dây cô dâu hiền thương ba má của anh, như thương ba mẹ mình phận con dâu em đã biết. Thêm đứa con thật ngoan hiền, hai bên họ hàng yên tâm, sống bên nhau thêm mặn nồng duyên ước hẹn trăm năm. Thời khắc đôi ta xanh duyên, giờ chồng hứa trăm năm ta nghe nàng.